Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới sàn Binance các bạn Nhưng mà lần này đó là một cái sự phân tích đến từ bạn này ở trên Twitter Thì bạn này đã đưa ra một lập luận khi mà nhìn vào tài sản của sàn Binance các bạn Tại vì Binance thì cũng chia sẻ tài sản để cho mọi người biết là họ đang lưu trữ bao nhiêu BTC, Ether, ổn định USDC và USDT Thì bạn này nói là mặc dù là sàn Binance từ đầu năm đã đưa ra thông báo là bất cứ ai deposit những đồng ổn định thì sẽ tự động chuyển thành BUSD. Đây là trước khi mà có cái sự việc liên quan tới Paxo không tiếp tục hỗ trợ nữa. Nhưng mà cái số lượng đồng USDC mà sàn Binance có đó thì họ vẫn không làm gì với cái số lượng đó và số lượng đó đó tính tới ngày 1 tháng 3 là khoảng 3 tỷ 500 triệu đô la các bạn, con số không hề nhỏ. Và đương nhiên khi mà có cái thông tin liên quan đến ngân hàng Signature, ngân hàng SCB sụp đổ đó thì lúc đó dựa theo người này sang Binance cũng như là nhiều nhà đầu tư trong đó có thường nữa các bạn đã nhanh chóng chuyển đổi USDC tại vì các bạn đang nhớ lúc đó đồng USDC đã bắt đầu mất peg tại vì có cái thông tin ngân hàng SVB đang giữ khoảng chừng là 3 tỷ đô la của công ty Circle nhưng mà sau đó cũng không sao nhưng mà lúc đó mất peg đã khiến cho nhiều lo lắng trong đội thuận cũng vậy và bản thân thuận cũng như nhiều người trong đó có luôn cả Binance thì đã đổi USDC thành BTC, Ethereum và USDT dẫn đến là các bạn thấy được là những cái đồng như là BTC Ether lại tăng trưởng trong thời gian đó Chi tiết hơn đó là người này ước tính là từ ngày 12 tháng 3 tới ngày 1 tháng 5 sàn Binance đã dùng đồng USDC của mình mua tổng cộng 100.000 BTC và 550.000 Ethereum Tổng cộng là khoảng chừng 3 tỷ rưỡi đô la các bạn. Đây cũng là con số tương tự như con số lượng mà USDC họ đã có ngày 1 tháng 3. Có nghĩa là người này đưa lập luận là cái số đồng USDC đó đã được chuyển thành BTC và Ether dẫn đến giá pump ngoại trừ sang Binance còn nhiều người khác cũng mua trong thời gian đó nhưng mà tới tháng 5 đó khi mà mọi chuyện nó đã lắng xuống rồi thì sàn Binance à, cũng như là nhiều người trong đó cũng có thuận các bạn đã nhớ là thuận cũng đã có một cái đợt chốt lời trong năm nay phần lớn nó gọi là chốt lời thì đương nhiên có lời nhưng mà Điều khác nữa đó là tại vì nhiều người à, họ đã phải đổi đồng ổn định USDC ra thành BTC hay Ether cho nên họ cần phải bán bớt để mà cân bằng lại Và người này cho là sàn Binance cũng nó làm như vậy dẫn đến là sau khi giá tăng trưởng đợt đầu tiên đó, lên tới khoảng là 31.000 đô các bạn để thường zoom ra để các bạn thấy được thời điểm đó thì sau đó giá cũng đã có một cái đợt đi xuống sau khi mà chạm cái mức là 31.000 đô Vào khoảng chừng là tháng 4 của năm nay rồi các bạn thấy được là giá giảm xuống cho tới cái mức thấp đó là khoảng 24.723 trước khi chúng ta bắt đầu là nghe những cái thông tin liên quan tới BlackRock tham gia vào thị trường này dẫn đến giá lại tăng ngược cho lên và giữ được mức 29.000 đô cho tới bây giờ thì đây là những gì đã xảy ra dẫn đến tại sao mà chúng ta thấy là giá cả tăng trưởng từ ở khoảng chừng tháng 3 cho đến tháng 4 rồi lại giảm xuống từ tháng 4 tới tháng 7 rồi lại có sự tăng trưởng ngược trở lại tại vì có tin của BlackRock chứ nếu như mà không có tin BlackRock đó thì chúng ta có thể thấy được là những sàn như là Binance họ bán để cân bằng lại với nhà đầu tư họ bán để cân bằng lại thì giá của BDC bây giờ vẫn có thể là chỉ ở mức là 24-25 ngàn mà thôi nếu như mà không có thông tin này vì có thông tin BlackRock cho nên chúng ta mới thấy có sự tăng trưởng đó là lập luận của ba này các bạn nghĩ sao thì các bạn có thể comment ở bên dưới nhưng mà điều quan trọng hơn bây giờ đối với thuần đó thì giá nó vẫn tiếp tục giữ được ở 29.000 đô một thời gian dài rồi các bạn nói chung chúng ta trong phạm vi cực kỳ nhỏ luôn từ 29 tới 30 000 một thời gian dài thì rất rõ ràng là ngay lúc này đó chúng ta đã có cái nguồn cung một nguồn cầu có sự cân bằng ngay thời điểm này giá không tiếp tục giảm sâu nữa có thể là những người muốn bán đó như là sàn Binance dựa theo ba này thì cũng đã bán và cân bằng xong hết rồi Giá không tiếp tục tăng nữa Tại vì cái sự FOMO đến từ BlackRock ETF cũng đã giảm đi rồi Ngay thời điểm này là thời điểm mà cung nguồn cầu nó đang được cân bằng trở lại Hay là những bạn nào mà thích thuyết âm mưu đó thì nói là có những nhà tạo lập cố tình giữ giá mức này Tôi cũng đã chia sẻ một số quan điểm của Thuận trong những video trước đây à, Có thể là tại vì chúng ta đang chờ đợi tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF nhưng mà điều chúng ta biết đó là ngay thời điểm này đã càng ngày càng có thêm nhiều lệnh đòn bẩy xuất hiện Vừa theo tài liệu on-chain rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới Huobi các bạn Bây giờ đang có rất nhiều tin đồn là sàn Huobi là sàn mà đang gặp vấn đề hiện tại Adam Coggan một lần nữa lại là người mà thư hay chỉ trích sàn Binance các bạn Nhưng mà lần này đó thì lại chuyển qua để mà chỉ trích sàn Huobi Và chia sẻ một số những cái thông tin để thuận chia sẻ để các bạn nắm bắt Và những người nào mà đang sử dụng và lưu trữ tiền trên sàn Huobi tôi nghĩ cũng nên biết những thông tin này và các bạn có thể tự ra quyết định cho bản thân của mình thì hiện bây giờ đã đang có tin đồn là những giám đốc cấp cao của sàn Hoa đã bị bắt ở Trung Quốc. Bây giờ đó đó chỉ là tin đồn mà thôi. đương nhiên uh, Justin Sun của sàn Hobby, tại vì Justin Sun là người uh, đứng sau lưng sàn Hoa cũng là người được sau lưng những dự án như là Tron các bạn và Poloniex thì Jetson cũng đã nói đây chỉ là tin giả mà thôi đây là một cái tin phết mà thôi nhưng mà sự thật đó thì dựa theo tài liệu từ Nansen AI thì chúng ta được là cái số lượng đồng stablecoin ở trên Huobi đã giảm 33% tương như rồi các bạn có nghĩa là những người mà sử dụng sàn này đó đã withdraw rút ra tổng cộng là 49 triệu stablecoin kế đó nữa đó tài liệu trên DeFi Lama cho thấy được cái số lượng tiền đang được lưu trữ bởi sàn hoa bây giờ chỉ còn có 2 tỷ rưỡi thôi các bạn trong khi mà đầu năm đó cái số lượng tiền được dự trữ bởi sàn Hobby là 3 tỷ mốt có nghĩa là từ năm tới bây giờ đó, đã có khá là nhiều tiền rời khỏi sàn Hobby rồi chúng ta có thể nhìn thấy là tài liệu cho thấy cái tiền dự trữ sàn Hobby đó được dự trữ rất là nhiều bởi đồng Tron cũng đồng của Justin Sun và thứ nhì nữa đó là đồng của sàn là đồng HT các bạn và chúng ta có thể thấy được là 26.5% tiền dự trữ hiện bây giờ trên Hobby là bằng token Tron và 20.32% là bởi đồng HT con số cực kỳ lớn luôn và hiện bây giờ đó Hobby có khoảng chừng là một tỷ đô la những tài sản mà có thể dễ dàng bán được và trong đó nó có cái số lượng là 886 triệu đô la BTC khoảng chừng 48.27 triệu đô la đồng Tether và khoảng chừng 5 triệu rưỡi đô la đồng USDC dựa trên DeFi Lama và chúng ta đã thấy là có khá là nhiều người đã rút đồng stablecoin và cái số tiền trên sàn Huobi đã giảm đi nhiều theo thời gian cho thấy được là có một số người đang có cái sự lo lắng các bạn chúng ta trở lại với lại cái thuyết đến từ Adam Crockett đi thì Adam mới đầu chia sẻ là tại sao chúng ta lại thấy là có cái lực bán đối với lại đồng Tether Các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó Thì CTO của Tether cũng đã nói ấp mở Mà nói chung đó là đang cáo buộc CZ của Binance Là đang cố tình đẩy giá đồng Tether xuống Để mà à, kéo người dùng qua bên cái stablecoin FDUSD à, Mà bây giờ sang Binance bắt đầu đang quảng bá Nhưng mà ngược lại đó thì Adam Cochran nói là không hẳn đâu Vấn đề tại sao mà các bạn thấy là đồng Tether gần đây đã mất phép một chút xíu Không phải là nhiều lắm Nhưng mà các bạn thấy đồng Tether gần đây đó Thì nó cứ ở cái mức là 0.998 Nói chung đó, thì cái độ mất phép này cũng không có gì gọi là đáng lo ngại hiện bây giờ Thì đối với Adam Crocken khả năng đúng là sàn Binance bán Nhưng mà không phải vì lý do mà được chia sẻ bởi CTO của Tether Mà là vì liên quan đến tính thanh khoản ở Hoa Chi tiết hơn đó thì Adam Crocken nói là sàn Hoa đã liên tục có cái sự giảm xuống khi mà nói tới đồng Tether như là đồng Tether đã bị rút đi rất nhiều trên sàn Huobi như các bạn đã nhìn thấy. À, các bạn đã thấy được là bắt đầu là tháng 7 đó thì lúc đó còn khoảng chừng là hơn 600 triệu đồng Tether trên sàn. Bây giờ đó chỉ còn khoảng chừng là 100 triệu mà thôi. Kế đó đó thì Adam Cochran nói là Justin Sun đã tạo ra STUSD. Đây là một cách để các bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi mà các bạn dùng đồng Tether của mình để mà stake đó thì đồng đó sẽ chuyển thành STUSD. À, và sẽ được lợi nhuận là 4.29% mỗi năm. Lợi nhuận này đến từ đâu? Thì à, dựa theo tài liệu đó thì họ sẽ lấy số tiền đó rồi sau đó đi đầu tư vào những cái nghề công trái phiếu của Hoa Kỳ rồi sau đó trả một phần lợi nhuận. Nhưng mà dựa theo tài liệu on chain đó thì à, Adam nói là những cái ví của John cho thấy được là 98% của những cái token đó được lưu trữ trực tiếp bởi Hoa Bì hay là trực tiếp bởi Jason Sun Thấy gì là dùng số tiền đó Để mà đi đầu tư vào công trái phiếu Như là họ nói đó Thì lại không thấy tiền rời khỏi Để mà đầu tư vào công trái phiếu Mà thật ra số tiền đó lại được quản lý bởi Justin Sun hay là Huobi và số tiền đó đó lại được dùng để mà đẩy vào những cái ứng dụng DeFi của Tron như là Justland có nghĩa là Adam Crockett nói là cái số tiền của khách hàng đó thay dùng để mà đầu tư về công trái phiếu thì lại được đẩy vào những cái ứng dụng DeFi của Tron và cũng đã từ lâu nhiều người đặt câu hỏi khi mà chúng ta nhìn vào DeFi là mà đây chúng ta thấy được là cái mạng lưới DeFi lớn nhất hệ sinh thái bây giờ đó thì vẫn là Ethereum các bạn với tổng số tiền lóc lại là 23 tỷ nhưng mà lớn thứ nhì đó đó chính là Tron các bạn 5 tỷ 7 còn nhiều hơn cả Binance Smart Chain Một con số rất lớn các bạn Binance Smart Chain chỉ có 3 tỷ 1 mà thôi Và Arbitrum chỉ có không tới 2 tỷ Thì tại sao Tron lại có nhiều tiền lốc loại như vậy Thì nhiều người cho là một tay Justin tạo ra Để mà gây ra một cái hình tượng là mạng lưới Tron có rất là nhiều tiền lóc lại Thì đây là một lời cáo buộc mà thôi các bạn Để thường tiếp tục chia sẻ rồi các bạn hãy từ đối định cho bản thân của mình thì Adam Kocklin tiếp tục nói Dựa theo ước tính thì cái số lượng đồng Tether và USDC được lưu trữ bởi Hoa Bì đó chỉ khoảng có 90 triệu mà thôi. Người dùng nó nghĩ là trên sàn có 631 triệu đô la USDT nhưng mà trên căn bản nó chỉ có 90 triệu mà thôi. Và cái Mercury Tree đó có nghĩa là cái tài liệu xem coi là sàn có bao nhiêu tiền đó thì các bạn thấy được là update cuối cùng là ngày 1 tháng 7 như là bây giờ đã là ngày 7 tháng 8 rồi các bạn Đã hơn một tháng rồi nhưng mà vẫn chưa có update cái audit mới Để cho xem coi này bây giờ đó cái số lượng tiền dự trị của sàn là bao nhiêu Thì đây cũng là một cái sự nghi ngờ đối với lại Adam Crockett Bên dưới này đó thì nói là tệ hơn nữa là người ta nghĩ là bây giờ đó cái số lượng Ethereum đang được lưu trữ trên sàn Huobi là 141.000 Ether nhưng mà trên căn bản đó phần lớn của số này đã được đổi thành STE và dùng để sử dụng cho những dụng DeFi luôn rồi. Có nghĩa là Adam Cogden nói khi mà người dùng đến rút tiền thì sẽ không có nhiều tiền để họ rút. Có nghĩa là chỉ một số tiền nào thôi. Nếu như mà mọi người đến rút tiền thì sẽ dẫn đến hiện tượng bank run và sàn hobby hoàn toàn bất thanh thoảng. Vì lý do đó đó, Adam cần nói là Binance đã bán USDT Lý do là tại vì họ sợ khi mà mọi người biết được là USDT không còn trên sàn Huobi nữa thì người ta sẽ bắt đầu là đâm USDT một cách nhanh chóng để đổi thành một đồng khác rồi rút ra. Cho nên dẫn đến là Binance sẽ đi dưới một bước và bán nhiều USDT dẫn đến tẩy cái giá USDT xuống trong những gần đây. Đây là những lời cáo buộc đến từ Adam Crocken các bạn. Điều mà tôi muốn chỉ ra đây đó là Adam Kokin cũng là một người mà cũng đã từng cáo buộc sàn Binance và nhiều sàn khác. Và đối với lập luận của anh tôi thấy là có nhiều cái cũng là có lập luận và có những cái bằng chứng, nhưng mà nhiều cái đó cũng là suy luận mà thôi. Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn tin cũng được, hay là mà không tin cũng được, nhưng mà điều mà tôi muốn nói đó là khi mà có cái sự lo lắng xảy ra cho dù là đó chỉ là tin giả hay là đó là tin đồn nhưng mà nếu như mà nhiều người tin đó là sự thật đó thì sẽ dẫn đến điều đó sẽ xảy ra nghĩa là nếu các bạn đang có nhiều tiền trên sàn hobby thì các bạn cũng nên có một cái sự chuẩn bị bản thân thôi nên thì các bạn đã biết là Thuận không có lưu trữ nhiều tiền trên sàn thường chỉ lưu trữ số lượng cần thiết mà thôi phần còn lại thì Thuận tự lưu trữ cho nên uh, hy vọng là cái thông tin này giúp đỡ đi cho các bạn Nói chung đó, thì Adam Crockett cũng không có chỉ ra được là cái số lượng tiền này đã biến mất Và chúng ta bây giờ vẫn chưa có biết Hiện bây giờ thì vẫn chưa có bất cứ ai nói là lên sàn hoa bị rút tiền mà không rút được Cho nên những cái bây giờ chỉ là tin đồn và cáo buộc mà thôi Và ngay cả những gì mà được chia sẻ bởi Adam Crockett cũng không nghĩa là tiền đó đã biến mất các bạn Có thể là được sử dụng bởi Justin hay được sử dụng bởi sàn hoa Đẩy vào những ứng dụng DeFi thì có thể là có lòi, có lỗ, có đó chúng ta không biết được. Nhưng mà không có bất cứ một chương trình nào cho thấy là tiền đó bị ăn cắp đi và bị giếm đi làm chuyện khác. Cho nên điều đó vẫn chưa rõ ràng ở đây. Và một lần nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngay thời gian này chúng ta vẫn chưa có nghe nói tới bất cứ một ai gặp vấn đề về rút tiền và hy vọng điều đó không xảy ra các bạn nhưng mà tôi cũng muốn các bạn có một cái sự chuẩn bị rồi chúng ta bây giờ hãy cập nhật một số những thông tin còn lại chúng ta thấy được là Hồng Kông thì cũng đã lên tiếng nói là bây giờ có nhiều sàn mạo danh nói là đã được chấp giấy phép hoạt động nhưng mà ở Hồng Kông thì họ đã có một cái trang web chính thức và trang web này cho thấy được là chỉ có hai sàn duy nhất bây giờ được cấp giấy phép hoạt động ở Hồng Kông mà thôi đó chính là sàn OSA Exchange và thứ nhì là sàn Husky Exchange và hai sàn này đó là hai sàn mà bây giờ đã hoạt động nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng đồng nó rất là hạn chế theo thông biết đó chỉ có những đồng như là Ethereum, BTC và những đồng ổn định mà thôi và chỉ cho giao dịch spot nói chung đó thì Hồng Kông bây giờ chỉ có hai sàn này và những sàn còn lại đó thì theo thùng biết là phải tới được khoảng chừng cuối năm các bạn khoảng chừng 6 tháng đó từ lúc mà bắt đầu mở cửa duyệt giấy phép là ngày 1 tháng 6 thì khoảng chừng là tới tháng 12 mới bắt đầu là có nhiều sàn được duyệt hơn. Thì lúc đó nó mới sôi động, bây giờ thì vẫn là cái sự bắt đầu mà thôi. Và nhiều bạn hỏi thuận là cái cuộc chiến giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk có xảy ra hay là không? Thì các bạn thấy được ngày hôm nay đó, Mark Zuckerberg đã lên tiếng, nói là đã sẵn sàng rồi và đã hẹn Elon Musk ngày 26 tháng 8 các bạn, nghĩa là à, trong thời gian khoảng chừng không tới 3 tuần nữa. Nhưng mà Elon Musk đã chia sẻ trên Twitter các bạn được đây là cái thông tin đến từ rất, bên dưới này là Elon Musk nói là có thể cần phẫu thuật cổ và lưng và tuần sau mới có thể trả lời được thì không biết là Elon Musk có cần phẫu thuật hay không nếu như mà phải phẫu thuật đó, thì tôi nghĩ là lại phải trì hoãn nữa nhưng mà Mark Zuckerberg hình như cũng đã sẵn sàng rồi các bạn chúng ta cũng sẽ cập nhật cái thông tin mà hàng tuần chúng ta nói đến đến từ công ty xe các bạn thì xe các bạn đã biết là họ thống kê một số quỹ đây là một số quỹ mà thôi không phải là tất cả nhưng mà nó ít như vậy cũng cho chúng ta thấy là động thái những quỹ đầu tư trong thị trường crypto này như thế nào thì các bạn đã thấy được là hai tuần trước đây đó thì đã có một số lượng nhỏ tiền rời khỏi sau khi mà có bốn tuần liên tục có nhiều tiền đưa vào trong thị trường này thì các bạn thấy là tuần vừa rồi đó là một tuần mà có nhiều tiền rời khỏi các bạn có tổng cộng là 107 triệu đô la rời khỏi và phần lớn đó là rời khỏi quỹ BTC Có nghĩa là có hành động chốt lợi nhiều đến từ những quỹ lớn và kế đó là tiêu nhầm nhưng mà số nhỏ mà thôi các bạn Nhưng mà ngược lại đây những cái con thì lại không có cái động tĩnh là những quỹ rút tiền ra Chúng ta thấy được thậm chí đó Solana thì có thêm 9 triệu rưỡi Và bên dưới này cho thấy được là cái số tiền rời khỏi đó phần lớn là từ Canada Kế đó là Germany, nước Đức các bạn. À, và nước Đức là một trong những quốc gia mà các bạn thấy được là gần đây đó, tiền đi vào rất là nhiều. Nhưng mà đợt này đó thì rút ra 28 triệu ngược lại Hoa Kỳ đó thì lại có thêm khoảng chừng 200 ngàn. Và đây là cái update đến từ Coinshare cho tuần này các bạn. Và thông tin cuối cùng muốn chia sẻ đó chính là thông tin liên quan tới Core Scientific. Thì chúng ta đã biết là đây là công ty đào BTC mà họ cũng đã khai bảo vệ phá sản năm vừa rồi. À, và phần lớn đó, thường thấy là những công ty này đã nhiều khi họ quá lạc quan và không bỏ rủi ro dẫn đến khi mà giá của BTC đang trên cái đà tăng đó, giống như năm 2021 thì họ đi vay mượn nhiều để có thể là bắt đầu phát triển có thêm nhiều cái máy đào đào BTC có tốc độ nhanh hơn vân vân nhưng mà khi mà BTC giảm giá đó thì cái số lượng BTC họ đào ra lại không có đủ để mà trả cái tiền lời và cái tiền vốn mà họ đã vay dẫn đến nhiều công ty uh, phá sản các bạn. Và Core Scientific đó thì điều tốt là họ đã không có phá sản hoàn toàn mà bây giờ đó thì CEO mới nói là từ đây đến cuối năm thì khả năng là công ty này đã sẽ bắt đầu là trở lại và có thể làm ăn có lời và họ cũng đã thay đổi những cái máy đào để có thể đào hiệu quả hơn và khi mà họ có lời ra thì họ cũng đã chú tâm để mà trả bớt những cái nợ thì sẽ giảm đi cái số lượng tiền lời mà họ cần phải trả. Nói chung công ty này đã sẽ tiếp tục hoạt động, sẽ không có phá sản hoàn toàn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch trên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn